Cuối năm rồi cứ như thế này là thất bại thực sự. Đây là góc khuất của nghề nuôi dúi đây. Hôm nay trong quá trình vận chuyển em cho vào cái lồng nó hẹp quá và nó đã bị ngột mất khoảng tầm 8 con. Cái nghề gì nó cũng rủi ro cả thôi. Các bác làm công việc gì cũng thế, nhưng mà thực sự là đối với người nông dân như em Lâm thì quá là buồn luôn. 8 con này là một tài sản khá là lớn. Nếu như những con dúi giống như thế này, thường thì em Lâm hay xuất ra với cái biểu khoảng tầm 6 củ rưỡi trên một cặp như thế này. Và đây là 8 con. Thực sự là rất là buồn, nhưng mà cũng chả biết làm thế nào cả. Gần 30 củ cũng chỉ vì là mình bất cẩn thôi. Và đây nó đang còn rất là ấm này. Thôi bác xử lý cái này cho em đây 30 nhé. Và xử lý cùng với các anh đi này. Nói chung là hôm nay thì biết là thiệt hại hết rồi, nhưng mà mình cũng cố gắng để mà ngậm ngùi thôi. Công việc nhà nước áp lực, mình đang muốn xin về. Bạn có thể tư vấn cho mình kinh nghiệm vốn đầu ra và động lực để làm kinh tế không bạn? Anh nhìn thấy em làm kinh tế và nhìn thấy động lực chưa ạ? Nếu trong cái công việc của anh áp lực thì em nên nhắn nhủ lên anh rằng thôi mình đang làm ngon lành trong nhà nước thì cứ làm đi. Còn nếu theo cái nghề nuôi dúi này của em ấy thì mình cứ thử 5-10 cặp về mình nuôi đã. Nếu cảm thấy mà mình có thể làm được, nó có duyên với nghề và mình có tâm huyết với nghề nông nghiệp này làm. Và những người làm nhà nước ấy có khả năng là nhiều khi là các bác đã không va chạm với nghề nông nghiệp từ bé rồi, thì các bác không nên là bỏ ngang công việc rồi về đi làm kinh tế chăn nuôi, trồng cây, nuôi cá. Nó không đơn giản mọi người nghĩ đâu. Chúng em thực sự rất là vất vả để mà sản xuất ra được cái con dúi này, để đi đến một cái thị trường và được mọi người tiếp nhận nó. Nó qua rất là nhiều khâu, từ cái lúc mà em ghép giống như thế này đây thành cặp, và khi mà nó có con giống bé rồi phải nuôi lớn rồi vận chuyển đi để xuất, nó trải qua rất là công đoạn. Để mà xuất được một con dúi này thường thì nó có thời gian khoảng tầm 10 tháng thì bắt đầu là xuất thương phẩm được. Những cái con dúi con như thế này nó đang rơi vào 3 tháng thì em phải nuôi 7 tháng. Trong 7 tháng đấy thì có những con nó sẽ hao hụt, có những con nó quài. Rồi hôm nay chẳng hạn em Lâm xuất cái con giống này đi cho mọi người, thì không may trong quá trình vận chuyển mà mình chủ quan quá, tưởng là hôm nay là mùa đông là nó bỏ giày vào trong một lồng thì không việc gì. Nhưng đâu ngờ đúng không ạ, nó chật quá và nó ngột. Thì cái thiệt hại như thế là được hại quá là đáng nhớ. Gần 30 củ. Đối với em Lâm làm nông thôn, gần 30 củ đó cả là một cái gia tài. Nếu như các bác đi làm nhà nước thì em không biết, như lương cơ bản của một người công nhân ở quê em như thế này thì cũng rơi vào 6-8 củ. Thế thì mất 3 tháng lương chứ đúng không? Thậm chí là 4 tháng chứ không phải là 3 tháng. Mà chỉ trong vòng bất cẩn có khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ thôi